Dạ, 5 6 người luôn. Cô mẹ kể. Cái nghe David. Trời luôn. Không có ấy chứ. Hôm nay cũng không lấy được cái nào có 18 luôn á. Hết số 3 và hết số 8. Em tính lấy 30. Sao bảo lúc đi số đây thì đấy. Không nhớ ta. Số này nè. Thế thôi lấy 1992 được. Tính lấy 18 nhưng không có số 18 mấy cây chứ. Không có số 8. Đấy. 19 đấy. Bây giờ 18 á. Mình mới 18 mà. 19. 18. Lấy số 19. Em bảo lấy 18 là cũng đồ nhiên nhưng cả gì năm nay ta. Để đi cứ cầm bừa đi gì đâu. Mẹ 16 chết. 9 đúng không? Tại đấy. Lấy cái số ấy á. 192 đây. 1992 là xong. Thì đấy, 1992 đây. Thì cái này là cẩn thận để cắm thành 6. Làm sao mà cắm thành 6 được? 19 ạ. Chứ chỉ sợ mà 1929 thôi. Nhưng mà 6 thì chết đấy. Thế là nó cô đưa số lên cho. Cháu mà có thời gian gì thì mình cháu đã đi mua được đầy thứ rồi. Nhưng mà trước cô nói rồi, thế nhà cô đang số rồi là đi chị nhanh ra đi nhé. Mọi người cắm đi. Đi, cắm hộ anh. Ngoài đang dạ dạ không ạ, ấy quá bận quá. Started as a whisper.
message from a new world I never knew. Alo. Tao. Ai vậy? Quà này được phép nhỉ? Dạ, nhìn luôn. Chẩu phết. Anh Hùng à. Ôi giời. Nào, bây giờ đặt xem là ăn. Học tiếng Anh thì học tiếng Anh thì kiếm tiền à? Học tiếng Anh thì kiếm tiền. Anh không biết là tiếng Anh thì kiếm tiền không? Dạ không, cái này nó có một mạng mắt thôi. Đâu, nó à nó có hai màn hình đằng trước đằng sau thôi. Để kiểu như kiểu mình cầm dơ lên là mình nhìn được cắt được đấy. Cháu học cái này nó nghe đẹp. Mày điên à, vẫn học chứ. Bây giờ nhìn vào cái mồ và tiếng Anh tốt. Nói chung là tài rồi, biết sao mà cả hai tiếng sau này có nhắn có hình trong cái khu đấy mà bà tiếng Việt anh nói đài tiếng Việt là chắc chắn rồi. Cái đồ bảo là tiếng Anh thì chung nào nếu mà ở bên này là tiếng mồ từ đầu đường là bằng tiếng Việt thì mình vừa lát rồi cũng đem theo là đấm chết cao đấy. Cái đường hơi khó đi luôn. Mày vẫn dám bảo để tao, tụi tao tao bảo chết. Tao vừa nhìn thấy mày chuẩn bị nhìn lưu dữ rồi, tao bị đi giang luôn. Mày vẫn dám bảo tao thầm đấy, đấy. Em được làm đây à? Đâu? Không, được vô vọng. À, đây còn hộ tổ. Chờ mày nhìn kỹ, yêu thương à? Đấy, này, ra con bánh nhìn này. À, lại cắt bánh à? Nào pha. Mông mày ơi. Mày lúc quan trọng của mày là... À, thế em biết là các cụ ngày xưa bảo là cắt bánh càng dài càng lộc nhá. Đây, chú hơi ngắn. Mày ngồi xuống đây em, ngồi xuống đây anh cắt bánh nhé. 18 cái. Cắt đó, 18 cái. Cắt thôi mà cho khách thì làm gì? Để cắt vào sữa để ông chị lên đèo và làm kem. Làm thằng mã này chị yêu thích. Nhưng mà đi học. Đấy, mỗi người một miếng này thôi nha. Ba không ăn thôi nha. Bên ngoài là toàn kéo.
thì rau cà chua này, 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 để ngồi đi, để ngồi qua đây này. Thôi, các bạn đưa đi, đừng tạm biệt quá, có kia. Đâu? Mày ăn mất lọc được.